cả cái giai đoạn ấu trùng sau khi nở ra độ một ngày là bắt đầu nó chết thúc, làm cho cây lúa chúng ta héo rồi sau đó khô đi, và chúng ta thấy khô cháy từng chồm thì cái hiện tượng đó là cháy rầy. Ngoài cái chuyện nó ăn để mà nó làm gây ra chứng cháy rầy là nó có khả năng mang cái mầm bệnh virus. Thí dụ có cái ruộng bị dằn lùng ở một nơi nào đó mà nó ăn ở nơi đó, và khi có gió thì nó con cánh dài nó bay đi thì nó mang cái mầm bệnh trong cơ thể của nó, cho nên để nó đáp xuống cái ruộng chúng ta thì chỉ 15 phút sau là nó truyền bệnh cho cây lúa. Và khi nó truyền bệnh rồi thì cây lúa sẽ ra cái triệu chứng lá mà vàng và nó lùng hơn cây lúa bình thường. Những cái triệu chứng này đều là do con virus mà con rầy nâu có khả năng nó truyền khi nó chích thúc trên cây lúa bệnh, cho nên cái khả năng truyền bệnh rất là nguy hiểm, còn hơn là cái khả năng gây thiệt hại trực tiếp cháy rầy. Nếu mà gặp cái điều kiện nào cái ruộng lúa của chúng ta bị lây lan rầy nâu đến cái mức mà những cái thiên địch như nãy giờ nó không có khả năng nó khống chế được, thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện sử dụng thuốc. Làm thế nào chúng ta dùng cái thuốc mà cho thật đúng để chúng ta dập nó một cái thôi, chứ đừng có phun lần thứ hai, lần thứ ba. Thì cái nguyên tắc bốn đúng rất là quan trọng. Như tôi có trình bày là cái đúng thứ nhất là gì? Đúng loại thuốc. Hiện nay nó có rất nhiều cái loại thuốc ở trên thị trường, nhưng mà cái loại thuốc nào mà đặc trị con rầy nâu thì chúng ta dùng nó. Cái đặc điểm của nó là giết con rầy nâu rất là nhanh mà ít ảnh hưởng đến các loại thiên địch. Ngoài cái chuyện đúng thuốc, cái đúng thứ hai là đúng cái liều lượng. Có nhiều khi bà con thấy pha làm lậm nhiều nhiều một chút cho nó chắc ăn, hay là rầy chưa có nhiều lại phun sương sương, mật số ít quá, phun nhiều quá thì giết chết thiên địch. Còn phun sương sương như vậy thì nó không chết mà trái lại càng làm cho nó như là uống rượu để mà nó tập quen với cái thuốc, rồi cuối cùng nó kháng thuốc. Cho nên phải đúng cái liều lượng người ta chỉ dẫn để mà có thể dập tắt nó một lần mà thôi. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Cái đúng thứ ba là cái đúng thời điểm. Khi chúng ta để con rầy nó quá cỡ rồi thì chúng ta phun chỉ chết một số thôi, số còn lại nó phát triển. Cho nên cái đúng lúc như thế này là con rầy khi nó mới vừa nở rộ dưới gốc lúa, chúng ta nói là nó mới nở tuổi 1 nó màu trắng, hay là đến ngày thứ 2, thứ 3 nó hơi vàng vàng, lúc này nó vẫn còn tập trung dưới gốc lúa, bắt đầu nó ăn cây lúa, nó cũng bò đi nhưng mà nó vẫn còn chậm và cây lúa chúng ta chưa thiệt hại nhiều. Cho nên phát hiện sớm và trị đúng lúc cái tuổi 2, tuổi 3 vào khoảng 2 hay là 3 ngày sau khi nở là cái điều rất là quan trọng. Và cái thứ tư là cái đúng cách. Con sâu cuốn lá là chúng ta phun ở trên để nó ở trên, nhưng mà con rầy nâu nó tập trung ở sát cái gốc lúa. Cho nên cái cách phun chúng ta phải làm thế nào? Đưa cái bình xịt, đưa cái giò xịt chúng ta ngay ở dưới gốc lúa và chúng ta phun ở phía dưới và phun cho thật đều. Con rầy nó nhỏ cho nên làm thế nào cái giọt thuốc này trúng đều hết những con rầy và trúng ngay gốc lúa là nơi con rầy tập trung đó. Cho nên đúng cách là cái điều cũng rất là quan trọng. Rầy nâu chúng ta thấy hiện nay nó không còn gây hại lớn cho bà con như cách đây là 5 năm, 10 năm. Nhưng mà lúc nào nó cũng vẫn còn ở ngoài ruộng. Mỗi tháng chúng ta thấy nó vẫn còn vào đàn nhiều. Và trên ruộng lúa chúng ta thấy những cái bông lớn phát triển, nhưng mà dưới nách vẫn còn có những cái chồi gọi là dằn lùng. Cho nên cái âm thầm đó nó có thể phát dịch lúc nào nếu chúng ta không có tập trung cảnh giác đối với con rầy nâu. TTLED 70 WG với cơ chế tác động độc đáo giúp phòng trừ rầy hiệu quả. Hoạt chất mới làm rầy chết nhanh chóng, lưu dưỡng mạnh, ngăn nguy cơ bộc phát. Phong gia tiên tiến nên không gây nóng lúa. Tân Thành cho năng xuất xanh.